nghỉ dịch của em á chị Linh. Chúng thánh chịu đau dở. Mà còn như vậy thì thôi rồi, cố gắng nha. Chán thì không sao đúng không? Chán không sao, bên này không sao. Rồi, ok. À, có cục này với cục này bỏ đi. Vì em về xuất thuốc. Rồi, thả lỏng đi em. Các bạn chờ, bạn chờ xí đi, em án giường ngoài thôi. Ngồi chờ tí nha, bạn dậy xong cái nằm giường ngoài. Bụng chỗ ra trên cái dàn huyệt luôn. Cái dàn huyệt nó hơi thối luôn đấy. Đèn ở bên tay trái á chị, ở ngoài tay trái à. Chị thấy cái răng đó chưa chị? Thì răng nhớ được coi là nó nằm hai hàng cái răng mới với xe. Một cái này
một cái kia. Không có thì thấy hai cái giống nhau cũng được rồi. Hai, nó này. Mỗi xong mấy cái mũ là hôm nay sẽ bớt rồi. Ừ, mũ em thấy không tốt thế. Trời ơi. Lên lên. Cái biểu dịch mình chơi. Lấy chị mà vậy rồi sao thì lấy người ta nữa. Rồi. Đây. Nghĩ dây đau xíu. Xuống mấy cái phần này. Nghĩ dây đau đi. Nó qua cái ngưỡng đau, đau thêm ấy. Dạ, cái chị combo 500 giảm còn 300 mà. Em thả lỏng rồi, không có căng. Trời ơi. Chị lấy cái lực chị vô nó không được, không có bị đỏ xung quanh nữa. Do mình yếu quá. Đây đây đây. Chỗ này sưng, bữa giờ ở nhà nó sưng dữ lắm. Biết sao không tiền cho bạn này nó. Bạn này bên đây nó bị kêu bên trước bạn này. Bạn gì nhỉ? Tai nạn vô thông. Tai nạn vô thông. Bị tai nạn á, xong cái chị cũng giá biết giải thích sao. Nó mất cái cơ hả? Nó bị dây thần kinh số mấy nó đứt mẹ. À, nó đứt dây thần kinh á, nên bạn nhạy hơn so với những người bình thường khác. À, nó ít mụn. Mạnh mà. Nhưng mà nó đập cho nó đứt dây thần kinh, nó hết đổ dầu nó. Trời ơi,
trong cái rủi nó có cái mai. Nhưng mà bạn này đang nhảy ra. Chị Linh có người dây lao xíu. Dây lao hả? Lâu xong rồi nè. Trời đất ơi. Chạy thẳng vô thấy số 11 bên tay trái rồi. À thôi qua 19 luôn em, 19 tiệm tạp hóa gửi xe luôn nha. Tiệm chị là số 11 nhưng mà cái bãi nó nằm ở số 19 á, có cái tiệm tạp hóa. Ờ rồi ok. Yeah.